Hello, xin chào mọi người, rất vui được gặp mọi người trong video ngày hôm nay. Hôm nay Xuân lại quay trở lại với mọi người với một chủ đề chưa bao giờ là hết và đảm bảo là mọi người đều đã gặp phải rồi. Đó chính là vấn đề về da mụn và trị mụn như thế nào. Mình đảm bảo trên đời này không có ai là chưa từng bị mụn cả. Mụn to hay là mụn nhỏ, nhiều hay là ít, thâm lâu hay là nhanh hết. Tất cả chúng ta đều đã trải qua những cái cảm giác khó chịu, kinh khủng như vậy rồi đúng không? Và tất nhiên là Xuân không phải ngoại lệ. Đảm bảo mọi người là sự bị mụn của mình còn nhiều hơn mọi người rất là nhiều. Và okay, không nói dông dài nữa, mình sẽ làm một cái review cực kỳ có tâm và cực kỳ kỳ công cho mọi người luôn. Đó chính là mình phải quay video này trong 10 ngày. 10 ngày, mỗi ngày một chút xíu để mình cảm nhận được cái sản phẩm trị mụn này nó có ok hay không. Mình sẽ review cho mọi người. Thì bây giờ bắt đầu thôi. Và đây, ta-da, đây là nhân vật chính hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người. Đó chính là liệu trình trị mụn và trị thâm nhà Dr. Lee đến từ Hàn Quốc. Và đối với trị mụn Dr. Lee thì có hai giai đoạn điều trị, đó là giai đoạn 1 là điều trị, giai đoạn 2 là duy trì và tái tạo nha. Giai đoạn 1 là điều trị mụn. Em này chứa BHA 2% tự nhiên chiết xuất từ vỏ cây liễu trong sản phẩm, làm khô và làm gom đầu mụn, đẩy mụn nhanh hơn trong vòng 3 ngày. Đồng thời các pionin trong sản phẩm sẽ tiêu diệt những cái vi khuẩn gây mụn pre-acnes đó mọi người, và giúp mụn không bị lây qua những cái chỗ xung quanh, không gây viêm nhiễm và giảm sưng rất là hiệu quả. Và trong 3 ngày đầu các bạn sử dụng thì có khả năng là sẽ đẩy mụn lên hơi nhiều, tuy nhiên là nó sẽ gom và khô cồi rất là nhanh, nên mọi người yên tâm nha, đừng có lo. Đây là ngày đầu tiên mình nhận sản phẩm, cũng là ngày đầu tiên mình sử dụng thử trên da mặt đang có một vài nốt mụn của mình. Mình thấy hãng nói là chỉ apply lên vùng da bị mụn thôi. Sau khi rửa mặt sạch thì mình dùng nước hoa hồng, mình sẽ apply lên da bị mụn nhé. Các bạn thấy rõ không nè, em này thì mình thấy chứa chất pionin, ức chế vi khuẩn gây mụn pre-acnes, ức chế quá trình tăng sắc tố da sau khi bị mụn, hỗ trợ ức chế quá trình làm oxy hóa, nên mình sẽ bôi ngay từ lúc bị mụn sưng, theo dõi luôn xem một tuần nó có để thâm nhiều như những sản phẩm trị mụn trước đây mình sử dụng không. Ngày thứ hai rồi đây, vùng da này hơi có cảm giác căng nhẹ, mình thấy mụn khô lại nhưng mà vùng da xung quanh không hề bị khô hay bong tróc nha. Trước đây thì khi sử dụng trị mụn khác mình có cảm giác da bị căng khô và bong tróc da nữa đó. Em sản phẩm này của Dr. Lee có chứa kẽm để liền da nhanh, có một BHA tự nhiên nên có khả năng tẩy tế bào chết hóa học trên da, làm thông thoáng lỗ chân lông, kích thích sự hình thành tế bào mới nữa. Mình sẽ theo dõi tiếp. Ngày thứ ba rồi đây, mụn của Xuân đã khô cồi hẳn lại rồi nè, cảm giác khá là nhanh và hiệu quả đó. Thành phần của em trị mụn này có cả vitamin A, giảm sự hình thành của các gốc tự do, nguyên nhân gây tổn thương tế bào và lão hóa da, giúp giảm viêm mụn. Mụn viêm để tự hết sẽ để lại thâm khá là lâu nên các nàng nhớ bổ sung chất cho da nhanh lành nhé. Các nàng lưu ý là 3 ngày đầu sẽ thấy tình trạng đẩy mụn lên hơi nhiều và hơi sưng, nhưng đây là phản ứng rất bình thường nên đừng có lo nha. Đến ngày thứ tư trong liệu trình rồi nè, chưa có sản phẩm trị mụn nào khiến da mình mềm mượt như vậy. Thường thì nó sẽ kiểu khô căng ấy. Nói chung là em này rất là thích. À, nghe bảo em này có chút mờ thâm và hạn chế dấu hiệu mụn mới nhờ công nghệ chống viêm, tăng sức đề kháng cho da nữa đó. Sau 5 ngày thì mình đảm bảo sản phẩm này về độ lành tính nha mọi người, vì mình cực kỳ kỹ tính trong việc chọn sản phẩm dưỡng da, nhất là da đang có vấn đề về mụn thì sẽ rất là yếu và dễ phản ứng nhất. Thành phần cực kỳ lành tính, phù hợp cho những bạn có làn da nhạy cảm đó. Nhưng mụn khô thì các nàng dùng tăm bông đẩy nhân ra rồi bắt đầu dưỡng tái tạo là ok. Ngày thứ 6 mình chuyển qua giai đoạn 2, mình chuyển qua giai đoạn duy trì và tái tạo. Sau khi các nàng hết mụn thì hoàn toàn có thể chuyển qua dùng kem dưỡng tái tạo da. Sản phẩm này chứa retinin dẫn xuất vitamin A trong sản phẩm sẽ tăng collagen, giúp tái tạo lại vùng da tổn thương như da mụn các nàng nha. Em ấy còn cả thành phần nghệ tươi làm mờ những vết thâm da mụn kiểu trước đây, thì mình toàn là dùng nghệ tươi để cho mờ thâm mụn, thì giờ có cả chiết xuất trong này trong sản phẩm này luôn đó. Nghe là thấy thiên nhiên rồi nha. Ngày thứ 7 rồi đây, da mình bắt đầu mờ thâm nhẹ, không còn đỏ nhiều bởi mụn nữa. Chắc là do thời gian đầu mình có dùng kem trị mụn Dr. Lee này nên cái sự hình thành thâm cũng đã giảm rồi. Ngày thứ 8 thâm có mờ rồi. À, em kem này nghe bảo là chứa cả thành phần tẩy tế bào chết làm bong lớp sừng nhanh hơn, nên cái việc da mình mềm mịn và được hấp thụ dưỡng chất tốt hơn là điều dễ hiểu nha. Ngày thứ 9 rồi đây, thành phần kẽm có khả năng giảm viêm nhiễm, giảm tình trạng đỏ da, giảm tiết bã nhờn cho da, hạn chế hình thành sẹo mụn cũng như là đỡ thâm nhanh hơn rất là nhiều đó mọi người. Thông thường thì chúng ta quyết định được là kem đó có hiệu quả hay không sau 28 ngày, tuy nhiên Dr. Lee cam kết sau 14 ngày thì cũng khiến mình rất là bất ngờ.
Ngày thứ 10 rồi đây, là ngày hôm nay sau khi mình đã làm được 9 ngày rồi thì hôm nay sẽ là ngày mình chia sẻ luôn cho các nàng quá trình này nhé. Thâm đã mờ hẳn đến 70-80%, còn không nhìn thấy rõ nữa luôn. Nói chung là sau một tuần mà như thế này thì mình cực kỳ đánh giá cao sản phẩm trị mụn này từ nhà Dr. Lee đó. Và sau khi xem quá trình 10 ngày của mình thì các bạn cảm thấy thế nào? Riêng Xuân đã trải nghiệm và mình đã bị thuyết phục hoàn toàn từng ngày một, nên là em chị mụn chị Thơm Dr. Lee này mình cảm thấy cực kỳ thuyết phục luôn. Và không biết là sau này mình có tìm được một em sản phẩm nào ok hơn của Dr. Lee không, thì trước mắt là mình bị mụn bị thâm thì mình cứ sử dụng em này trước cái đã. Và hy vọng sau khi xem video này của Xuân thì mọi người sẽ tìm được một sản phẩm trị thâm trị mụn tái tạo da phù hợp. Và cảm ơn mọi người đã xem video của Xuân. Nếu mọi người muốn mua sản phẩm này của Dr. Lee thì có thể mua ở kênh thương mại điện tử BCA, đó là kênh phân phối chính thức của Dr. Lee trên toàn quốc ở Việt Nam luôn. Và hiện tại thì BCA Living đang có chương trình khuyến mãi mua Dr. Lee có giá rất là ok. Mình sẽ để phần mô tả cho mọi người tham khảo nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của Xuân. Xin chào và hẹn gặp lại video sau. Bye bye.